Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay lại tiếp tục vào solo nha mọi người, và mình cầm vị tướng Erin nha mọi người. Mình vừa test vừa solo luôn nha mọi người. Đối thủ của mình là Lau Ghiêu ở dạ. Mới vô làm phát rồi. Gây cấn rồi. Lau Ghiêu hỏi nó băng cá chủ rồi nè. Căng thẳng solo Lau Ghiêu khó khăn quá. Căng thẳng quá ha. Ôi, bị chiến trong đầu luôn, ẩu rồi.
phải có nghĩa rồi rồi. Vô vô tranh đứng ở là hơi lâu. Nhờ có cái ukeo thôi mình cũng lên đường rồi. Làm gì thành công nhỉ? Cẩn thận chứ câu ghế trước. Gắn thích nhiều nội tại đâu bắt đầu rồi chưa có nó thốn mà còn lên được việc thần cung rồi. Cấu ghĩa lò ghẹo cũng không dám gà, chắc nó cũng đợi cấu ghĩa mình thôi. Ui, cái gì nó lắc vậy? Hãy
siêu việt 3-1 đây mà. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video nha. Thấy hay cho xin một like và đăng ký kênh ủng hộ cho em. Cảm ơn các anh em rất nhiều, hẹn các anh em ở video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.